Xin chào các bạn. Hôm nay vì lý do dịch bệnh tăng cao quá, mình không ra ngoài được. Sẵn đây mình ở nhà, mình cũng tiết lộ cho các bạn biết một bí mật. Đó là dàn siêu xe của mình đang sở hữu. Rồi, chúng ta bắt đầu đi tham khảo. Và các bạn tính cho mình có bao nhiêu chiếc nha. Rồi, các bạn thử nhìn thử coi. Hiện tại mình có bao nhiêu chiếc đây? Đây là còn những cái góc này mà mình không nhìn thấy nha các bạn. Những cái góc này camera nó không quay tới, mình còn rất là nhiều. Có những chiếc xe mà trên thế giới hiện chỉ còn mình sở hữu thôi. Chẳng hạn như đây các bạn xem, chiếc này nó tuy nó xước đây. Các bạn xem. Đây đây là chiếc gì quên rồi. Chiếc Baggy Jordan. Đấy. Vì đi nhiều rồi nó xước rất là nhiều. Còn đây là những chiếc xe mà mình hầu như mình chưa sử dụng tới các bạn, còn mới, rất là mới. Đấy các bạn nhìn đi, đây là những chiếc Tesla xe điện. Mình sẽ đưa cho các bạn xem thử một chiếc cụ thể. Đây, chiếc này thì mới này. Mercedes hai cửa. Kể cả những chiếc mà địa hình nha các bạn, RAM nha các bạn. Đúc gờ đó. Đấy, các bạn nhìn đi. Còn đây là Aventador Lamborghini. Các bạn đây, những chiếc mà gọi là rất ít trên thế giới này. Đây. Veyron, Bugatti nha các bạn. Cabrio. Đấy. Các bạn thấy nhiều không? Mình không còn chỗ ngừng ở gara nữa rồi, mình phải ngừng lên cả máy tính đây nè. Còn đây chiếc này, chiếc gì nhỏ xíu đây. Đây có những chiếc mà Việt Nam cũng chuộng nè bạn, Mustang. Mustang. Để mình tìm một chiếc. À đây có một chiếc xe cảnh sát nha các bạn. Xe cảnh sát này là xe BMW. Ở bên Đức á, thường người ta hay đi xe dài như này, combi cảnh sát. Đây là chiếc xe điện Tesla của Mỹ. Xe này là xe đời S nha các bạn, Tesla S. Còn đây chiếc màu vàng này các bạn. Chiếc này mình chưa sử dụng bao giờ, vẫn còn mới. Mini Cooper. Đấy. Hãng xe này đến từ Anh nha các bạn. Chiếc này mình cũng chưa sử dụng rồi các bạn. Corvette. Hãng Corvette của Mỹ. Đấy các bạn thấy không? Mới lắm. Đây một chiếc nữa các bạn, Jeep. Mình cũng chưa sử dụng luôn. Đâu có sử dụng hết được các bạn, nhiều quá. Đây là chiếc xe gì đây? Ford. Ford địa hình nha các bạn. Đây có chiếc Hummer 2. Các bạn thấy không? Để mình coi còn xe nào nữa. Xe thì nhiều lắm. Ở đây có một chiếc bự, nó phải lên tầng 2 nó ngừng đây này các bạn. Đấy. Chiếc này là chiếc Ferrari nha các bạn.
Mù trắng Ferrari. Chữ này là chữ gì mới đây nè? Chữ này Jaguar. Xe này Jaguar. Của Jaguar như của Thụy Điển. À, cái này chiếc Corvette mới hồi nãy. Đây đây đây, đây. Có một chiếc này. Chắc các bạn cũng biết là nhìn cái chữ đó các bạn biết đúng không? Đấy. Chiếc Land Rover của anh. À. Đây là chiếc BMW đời đầu 3 của Đức. Có những chiếc xe mà hồi xưa hồi cổ các bạn, như chẳng hạn như chiếc này, xe của Mỹ, cổ lắm, như là Cadillac hồi xưa đấy của Mỹ. Chiếc này có một người thân tặng khi mình đang ở Việt Nam du lịch. Đây còn chiếc này, chiếc gì đây, Corvette luôn. Mình gọi là Corvette thơ đấy bạn. Nhiều xe mà mình không kiếm được chiếc nào đây. Chiếc này Tesla luôn. SDS, chạy điện của Mỹ. Đây, hai cái này là Tesla nha các bạn. Của Mỹ, của ông tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ đấy. Elon Musk. Để coi coi còn chiếc nào nữa. Chiếc này giới thiệu rồi. Còn đây cả những chiếc xe xe tải các bạn. Chở container. Mình có đủ hết. Xe chở hàng cũng có. Mình còn nhiều lắm, nhưng mà mấy xe bự không thể trưng được. Mấy cái autobus á. Giới thiệu mấy chiếc bên trong mà đi ha. Chẳng hạn như chiếc này đi. Cái này là Volvo nha các bạn. Volvo Jeep XC90. Đó. À còn chiếc xe này á. Chiếc xe này đây. Chiếc xe này là chỉ bên anh người ta chạy taxi thôi nha bạn. Đấy. Chỉ riêng cái này là chạy taxi. Tại vì khi mà cái ngăn người tài xế ngồi đó các bạn, họ ngăn lại người ngồi khách hàng ngồi đằng sau, không thể nào mà với tay được với tài xế. Muốn trả tiền thì trả bấm qua thẻ, hoặc nó có cái lỗ để bạn đút lên và trả tiền mặt. Nên tài xế rất là an toàn. Chiếc xe này nhìn như thế nó rất là đắt, xe cổ mà. Hồi trước mình thấy nó hình như là khoảng 35.000 các bạn, 35.000 bảng. Còn đây Nissan nha các bạn. Đây chiếc Nissan thể thao. Cái gì Z gì ấy. Đấy. Còn đây bên cạnh Nissan là Audi chữ Q7 đời cũ rồi. Cả phòng bên trong đây có chiếc nào nó. Đây cũng đời cũ, chiếc Mercedes đời cũ. Ở đây. Chiếc này Việt Nam có mấy người hình như cũng có nè. Chiếc McLaren thể thao nha các bạn. Đấy, cái đít thì bạn nhìn cái đít bạn mới phát hiện được. Đấy. Đây đây chiếc bên cạnh này mà mình không nhìn thấy đây. Đây là chiếc Ferrari, La Ferrari. Chiếc này là rất là mắc tiền. Nó còn đắt hơn cả Bugatti các bạn, tại vì trên thế giới nó còn rất ít. Nó còn rất ít, không phải còn rất ít mà người ta sản xuất rất ít. Đấy, mà trong khi đó mình đang sở hữu một chiếc rồi nha các bạn. Đây. Corvette
Ferrari. Đây chiếc Ferrari nữa này bạn. Phải Ferrari à? Đúng rồi, Ferrari màu xanh. Những cái xe ngoài này là xe gì đây? À, chiếc là chiếc Jaguar hồi nãy giới thiệu rồi. Chiếc này hình như là Mustang, Mustang. Đây còn chiếc bự là xe thùng này, không biết Việt Nam có. Volkswagen của Đức. Đấy các bạn nhìn nào, nó còn mới lắm. Xe này mình cũng chưa sử dụng tới. Đấy, tại nó chở được nhiều đồ. Có cái thùng đằng sau. Đây còn cái xe này bạn nhìn bạn biết rồi. BMW. Cái này là hình BMW Z Z Z4 nha các bạn. Đấy, BMW Z4. Caprio à, là mui trắng á. Mình ở đây có 1 2 2 chiếc Bugatti, 3 chiếc Bugatti, còn chiếc màu đỏ đây nữa nè. Nhưng mà không có Chiron, chỉ có Veyron thôi các bạn nha. Chiron mình chưa sở hữu được. Giá thành nó vẫn còn cao. Được con xe gì nữa? Rất là nhiều xe. Còn đây là Lamborghini. Lamborghini nha các bạn. Ở đây con chiếc Audi. Audi nha, Caprio. Cái này là cái i8. Rồi. Ô có hai chiếc giống nhau, mình có hai chiếc nè, các bạn nhìn nè. Chiếc này với chiếc này, hai chiếc giống nhau, màu giống nhau luôn. Lamborghini. Còn đây chiếc trên này là chiếc gì đây? Ồ, chiếc này không phát hiện được xe gì ấy nha. Chiếc này theo mình nghĩ là Toyota Supra. Đó. Chiếc này nha các bạn. Rồi. Còn nhiều. Đây là BMW. BMW X5 nhưng đời cũ, nhưng xe này là nó làm cái hình hài này là xe cấp cứu và cứu thương đó. Để coi chiếc nào, chiếc màu đen đây là cái gì đây? Ồ, chiếc đen này nhờ chiếc. Chiếc đen này. Chiếc này là cũng chắc cũng Baggy Jordan. Đúng rồi, Baggy Jordan. Đây mình có một chiếc nhưng mà nó kiểu khác, cái này kiểu khác. Baggy Jordan. Chiếc này. Chiếc này là Ferrari. Ferrari. Bên ngoài đây nè. Chiếc này giới thiệu rồi. Chiếc này rồi. Chiếc này rồi. Chiếc này rồi. Còn mấy cái này là xe của Mỹ nha các bạn. Mấy chiếc này chiếc Dodge đấy. Đấy bên này nó đang, người ta đang chuộng cái xe này nha các bạn. Dodge này, cái loại này với cái loại Mustang. Đấy. Camaro các bạn. Đấy mà Việt Nam hay gọi đấy. Thanh niên hay đi cái xe đó nhiều, nó nổ lớn. Nó kêu âm đường, nó đi từ xa đã nghe đã phát hiện rồi. À đây nè, Nissan Supra. À không. Đúng rồi, Nissan Supra. Còn cái Toyota kia nãy mình nói gì quên rồi. Trên này chiếc Ford giới thiệu rồi. Ford. Rồi. Rồi, nãy giờ các bạn xem, các bạn có thể đếm từ bên máy dưới
Và bên trên tầng 2 coi mình có bao nhiêu chiếc nha. Đây là chưa hết đâu nha. Kỳ sau mình còn giới thiệu mấy xe bự nữa. Rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại video sau. Dịch bệnh nó đỡ đi thì mình ra ngoài mình review quay cho các bạn xem. Rồi, xin chào các bạn.